Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng mùng 5 tháng 3. Ca mắc COVID-19 tăng cao chưa từng có, hơn 125.000 F0 mới trong ngày. Hà Nội số mắc COVID-19 lập đỉnh mới với hơn 21.000 ca một ngày, hơn 1.000 F0 nặng và nguy kịch. Thành phố Hồ Chí Minh hơn 40.000 học sinh nghi nhiễm COVID-19, F1 phải cách ly tại nhà. Ca mắc mới vượt mốc 4.000, Sơn La cấp tốc kiểm soát dịch. Và sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 3 đến 16 giờ ngày 4 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 125.568 ca ghi nhận trong nước, tăng 6.788 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố, có 79.992 ca trong cộng đồng. Hà Nội đứng đầu cả nước với 21.395 ca F0, tiếp đó là Nghệ An 6.657, Bắc Ninh 6.011, Sơn La 4.182, Quảng Ninh 3.919, Nam Định 3.870, Hưng Yên 3.702, Lạng Sơn 3.335, Phú Thọ 3.288, Bình Dương 3.201, Thành phố Hồ Chí Minh 3.070, Vĩnh Phúc 2.814, Thái Nguyên 2.670, Bắc Giang 2.653, Lai Châu 2.637, Hòa Bình 2.593, Tuyên Quang 2.582, Đắk Lắk 2.560, Ninh Bình 2.405, Yên Bái 2.385, Hải Dương 2.317, Quảng Bình 2.305, Cao Bằng 2.159, Khánh Hòa 2.142, Thái Bình 2.138, Hà Giang 2.124, Lào Cai 1.984, Bình Phước 1.958, Hà Nam 1.896, Điện Biên 1.806, Bình Định 1.703, Đà Nẵng 1.689, Cà Mau 1.608, Gia Lai 1.276, Thanh Hóa 1.128, Quảng Trị 1.110, Lâm Đồng 1.088, Bà Rịa Vũng Tàu 1.067, Đắk Nông 894, Hà Tĩnh 846, Bến Tre 781, Phú Yên 776, Tây Ninh 697, Bắc Cạn 509, Quảng Ngãi 431, Thừa Thiên Huế 385, Bình Thuận 384, Quảng Nam 357, Vĩnh Long 341, Trà Vinh 313, Kon Tum 255, Bạc Liêu 250, Đồng Nai 179, Long An 154, Cần Thơ 133, Kiên Giang 130, Hải Phòng 106, An Giang 49, Đồng Tháp 48, Ninh Thuận 39, Sóc Trăng 38, Tiền Giang 23, Hậu Giang 23. Ngày 4 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đăng ký bổ sung 29.074 ca và Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 18.970 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội tăng 2.734 ca, Lai Châu tăng 2.637 ca, Bình Dương tăng 919 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 101.812 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.059.262 ca nhiễm, đứng thứ 30 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 41.093 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.051.832 ca. Trong đó có 2.586.619 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 545.057 ca, Hà Nội 340.443, Bình Dương 304.810, Đồng Nai 119.444,
Tây Ninh 102.004. Về tình hình điều trị, trong ngày có 38.911 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.589.436 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 97 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.644 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 3 có 645.805 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 196.320.242 liều. Hà Nội, số mắc COVID-19 lập đỉnh mới với hơn 21.000 ca một ngày, hơn 1.000 F0 nặng và nguy kịch. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông tin ngày 4 tháng 3, thành phố thêm 21.396 ca COVID-19. Tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư là 343.618 trường hợp. Cũng theo CDC Hà Nội, trong số 21.396 ca COVID-19 mắc mới, có 8.870 ca trong cộng đồng và 12.526 ca F0 đã cách ly. Các bệnh nhân phân bố tại 532 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Nam Từ Liêm 1.117, Mê Linh 1.046, Thanh Trì 1.023, Thanh Xuân 944, Quốc Oai 870. Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 343.618 ca. Theo Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, Hà Nội đang có 6.057 F0 điều trị ở bệnh viện. Trong số các F0 ở bệnh viện có 993 bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng, 4.053 F0 ở mức độ trung bình và 1.011 F0 nặng, nguy kịch. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cũng thông tin số ca tử vong cộng dồn của Hà Nội là 1.170 trường hợp, tỷ lệ tử vong trên ca mắc là 0,4%. Trong bối cảnh ca mắc tăng cao, tại phiên họp giao ban ngày 27 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh, Trưởng ban chỉ đạo thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 đã yêu cầu những địa bàn có mật độ dân cư đông cần đánh giá ngay khả năng đáp ứng tư vấn, chăm sóc người nhiễm COVID-19 của mỗi cán bộ, nhân viên y tế, có biện pháp huy động thêm lực lượng tình nguyện, bác sĩ đã nghỉ hưu, các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn cùng tham gia đảm bảo người dân được đáp ứng y tế sớm nhất, kịp thời chuyển tầng và hạn chế tối đa các ca chuyển nặng. Trao đổi với Vietnamnet sáng ngày 3 tháng 3, đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, hiện nay, nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân đang tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch. Đặc biệt ở một số địa bàn, các phòng khám đã trở thành trạm y tế lưu động như quận Đống Đa, y bác sĩ từ cơ sở tư nhân trực tiếp tham gia hỗ trợ, tư vấn cho F0 điều trị tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh hơn 40.000 học sinh nghi nhiễm COVID-19, F1 phải cách ly tại nhà. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 3, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát về tình hình học sinh đi học trực tiếp sau đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi khảo sát có sự tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC cùng đại diện nhiều trường học trên địa bàn. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các học sinh là F1 phải cách ly tại nhà theo đúng quy định. Ông Dương Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, từ các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc ca nghi nhiễm là 3.689 ca. Phát hiện tại trường là 381 ca. Số lượng học sinh thuộc ca nghi nhiễm là 40.385 ca. Phát hiện tại trường là 2.160 ca. Theo ông Dũng, hiện ngành giáo dục đang gặp nhiều khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh quay lại trường học trực tiếp. Hiện nay, số ca F0 đang tăng, phần lớn các cơ sở giáo dục khó khăn về thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch, xử lý tình huống khi có ca nghi hoặc nhiễm bệnh và tầm soát F1 trong trường học. Cụ thể, bộ phận sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đợt 1 đã chuyển về trường công lập, tuy nhiên chỉ được dùng để tầm soát F0 theo quy định. Việc xét nghiệm cho F1 hiện nay vẫn còn là vấn đề lớn.
Bên cạnh đó là các cơ sở giáo dục hiện đang thiếu nhân viên y tế trong trường học chuyên trách. Bên cạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra nhiều đề xuất khác như nên tổ chức bán trú cho học sinh, hạn chế tối đa việc sử dụng máy lạnh trong phòng học. Các em học sinh không học bán trú thường chưa được cha mẹ trở về nhà ăn uống hoặc ra ngoài ăn uống, rất khó đảm bảo phòng chống dịch. Vì vậy, các trường cần tổ chức bán trú cho các em học sinh, tổ chức bán trú phải đảm bảo quy định phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các trường nên hạn chế thấp nhất việc sử dụng máy điều hòa trong phòng học. Nếu không cần thiết, không thật sự quá nóng thì không nên dùng máy điều hòa. Liên quan đến vấn đề học sinh là F1, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ý kiến. Theo văn bản mới nhất thì F1 là những trường hợp tiếp xúc với F0 trong phạm vi dưới 2 mét và trên 15 phút. Chúng ta không có chỉ định việc cách ly cả lớp là F1, trừ lớp mầm non. Tùy trong mỗi hoàn cảnh dạy và học, chúng ta tập cho các em thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế tụ tập để hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Đối với F1, sau khi hoàn thành cách ly theo quy định thì không nhất thiết phải có giấy test chứng nhận âm tính, chỉ cần test nhanh là đủ rồi. Còn F0 thì phải thực hiện theo đúng quy định đã ban hành. Cũng liên quan đến việc nhiều phụ huynh có con là F1 nhưng mong muốn con được đến trường bình thường, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định học sinh là F1 phải thực hiện cách ly tại nhà. Đây là biện pháp đảm bảo an toàn không chỉ cho cá nhân học sinh đó mà còn hạn chế sự lây lan dịch bệnh cho nhiều học sinh khác. Vì sự an toàn trong môi trường giáo dục, phụ huynh có con em là F1 hãy cho con em mình cách ly tại nhà. Ca mắc mới vượt mốc 4.000, Sơn La cấp tốc kiểm soát dịch. Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Sơn La, đến sáng ngày 4 tháng 3, toàn tỉnh đã ghi nhận 4.182 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tính riêng 4 ngày đầu tháng 3, số F0 được ghi nhận đã hơn 14.600 trường hợp. Hiện do số F0 tăng mạnh ở nhiều khu vực, trong khi lực lượng y tế còn mỏng, nên tại một số địa phương xuất hiện tình trạng quá tải khiến nhiều người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được quản lý kịp thời. Cùng với đó, hiện đội ngũ cán bộ y tế đã ghi nhận 790 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương tăng cường hơn nữa các giải pháp nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Tại cuộc họp ngày 3 tháng 3, ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành thường xuyên cập nhật đánh giá công bố cấp độ dịch. Đây được xem là cơ sở để cơ quan chức năng kịp thời áp dụng các biện pháp y tế, biện pháp hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, đi lại của người dân, đảm bảo khoa học, thống nhất trong công tác phòng chống dịch, gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao ý thức trong phòng chống dịch COVID-19, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Cùng với đó, ngành y tế tỉnh cần thực hiện nghiêm việc phân luồng, phân tuyến và tổ chức thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 hiệu quả ở các tuyến. Chú trọng phân tầng điều trị, phân bổ kịp thời, phù hợp nguồn thuốc điều trị cho các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 và tại nhà, nhằm giảm tối đa các trường hợp tử vong. Trong khi đó, Sở Y tế cho biết, để khắc phục tình trạng người dân hoặc người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế do đội ngũ y tế ở cơ sở mỏng, cấp ủy chính quyền các địa phương ở Sơn La hiện cũng đã và đang thành lập các tổ tư vấn hỗ trợ, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Cùng với việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch, trong thời gian tới, Sơn La sẽ đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi tăng cường. Đây được xem là biện pháp cấp bách và hiệu quả trong tình trạng bình thường mới. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2 mới đạt khoảng 93%, mũi 3 hơn 20%.